Thông tin đầu tiên đến từ Bangladesh và Ấn Độ. Trong thời điểm này thì Bangladesh và Ấn Độ đã phải trải qua một khoảng thời gian thời tiết khắc nghiệt ngày càng gia tăng trong những năm gần đây và đã gây ra những thiệt hại trên diện rộng. Một số nhà môi trường đã cảnh báo rằng vấn đề biến đổi khí hậu có thể dẫn tới nhiều thảm họa hơn nữa, đặc biệt là ở các vùng trũng thấp và đông dân cư như là tại Bangladesh. Và hiện tại thì đợt mưa lũ ở thứ hai ở tại quốc gia này đã làm cho ít nhất 62 người chết và hơn 3 triệu người phải di tản. Lũ lụt và lở đất do những trận mưa bão lớn kéo dài ở bang Assam phía đông bắc Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của thêm 8 người vào ngày 19 tháng 6, nâng tổng số người chết trong cơn bão lần này lên 62 người. Cơ quan quản lý thiên tai Assam cho biết 32 trong số 35 quận của bang đã bị ngập hoàn toàn do nước từ sông Brahmaputra tràn vào bờ, khiến hơn 3 triệu người phải di tản. Quân đội Ấn Độ đã được điều đến để hỗ trợ cứu hộ, lực lượng không quân cũng đã sẵn sàng để ứng cứu ngay khi cần. Chúng tôi nhận được tin báo nhiều ngôi làng bị nước nhấn chìm. Các lực lượng đã nhanh chóng đến giải cứu người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều người không muốn rời đi. Chính phủ đã sắp xếp chỗ ở và thức ăn cho người dân. Nước từ các con sông đang dâng cao cũng đã tràn sang nước láng giềng của Ấn Độ là Bangladesh. Chính phủ nước này cho biết khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ở phía đông bắc và phía bắc. Tình hình đặc biệt xấu tại huyện Chulmananganji và Sylhet. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng do sét đánh hoặc lở đất vào cuối tuần qua ở Bangladesh. Hàng ngàn cảnh sát và binh lính đã được triển khai đến các vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn. Theo ước tính của cảnh sát, có khoảng 105.000 người đã được sơ tán, song vẫn còn hơn 4 triệu người đang bị mắc kẹt.